Quay thôi để lát con post lên được. Rồi rồi xong rồi xong rồi. Xong rồi xong rồi xong rồi. Này là qua bên chú Huy Đức ở bên Mỹ các bạn nhé. Đây để nhận được này. Đó, để ra được được. Dạ. Đang quay này. Mới nhận được sáng nay các bạn nhé. Đây số anh chị em. Dạ dạ dạ. Đấy em. Dạ dạ con đang quay luôn các bạn. Dạ dạ. Rồi em cảm ơn. Dạ dạ. Dạ. Từ từ. Sài Gòn bây giờ đang rất là thiếu lương thực à. Anh chị em ơi, mong các cô chú Việt kiều hỗ trợ thêm nếu mà ai có nhà hảo tâm á. Gửi đây là video của con à. Con tên là Pi Rưu Thế. Alo. Ở đây nè. Sài Gòn mùa này thật sự anh chị cô chú bác và nhiều các anh chị em công nhân đang thật sự rất là khó khăn nhiều. Vì cái mùa dịch Covid. Hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm 2021. Ở đường số 24 Nguyễn Công Trứ, phường 19, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Sài Gòn, Việt Nam. Thật sự rất là thương bà con mình lắm. Mong sẽ nhận được sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Con sẽ để số điện thoại cũng như địa chỉ trên Facebook và trên mô tả phần bình luận ở trên video trên YouTube.
mong được sự chia sẻ lan tỏa những video như thế này cho nhiều cộng đồng hơn. Hết rồi chú Kiệt hả? Vắn rất là nhanh. Hy vọng sẽ còn tiếp đợt sau để ấy thêm những cô chú bác bà con còn thiếu nhiều á. Hy vọng sẽ còn đợt sau. Anh ơi em đó đã phát cho hả toàn dân ở đây là cô Hoa anh. Cô Hoa. Đấy, em cũng quay chân dần thay mặt với lại đồng bào đây là rất cảm ơn anh. Cô Hoa là đại diện ở đây này. Đây bởi vì rồi ok rất là tuyệt vời. Dạ, em cảm ơn Mạnh Thường Quân đã trợ duyên cho tụi em. Với tay cảm ơn này nhờ. Rất là tuyệt vời luôn. Dạ. Mong sẽ nhờ, có cái đợt em sau nữa. Lập danh sách. Nếu mà lần sau mà anh có hỗ trợ thêm cho em đó thì em rất. Đây là món quà từ bên Mỹ nha, chú Hà Huy Đức gửi cho Việt Nam mình nha. Cảm ơn đi cô chỉ cảm ơn mong được nhận được các nhiều quà từ các nhà hảo tâm đợt sau nữa. Rồi cảm ơn chào ấy.